Hôm lễ vừa rồi Phúc có dịp đi Vũng Tàu rồi được một người em giới thiệu cho một cái quán bánh khọt ở Vũng Tàu mà giá rẻ hết hồn luôn. Một phần chỉ từ 30 thôi mà đầy đủ rau, đu đủ với lại nước mắm khá là ngon. Cho nên nhất định là phải note lại rồi xem clip của Phúc nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Quán này có tên là Bánh Khọt Miền Đông CK nha. Quán bán tại số 59 đường Bạc Triệu, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi tới đây vào xế chiều cho nên nắng chói chang luôn. Phía trước quán là khu vực chiên bánh, chân thành mà nói thì bánh chiên nhanh, số lượng nhiều cho nên nhìn cái bánh không có được đẹp nha. Mình lựa một góc rồi nhân viên đem bánh lên khá nhanh. Bánh có hai loại, dĩa nhỏ 5 cái là 30, dĩa lớn 7 cái là 35.000. Mỗi bánh được rắc khá là nhiều tôm chà, thêm mỡ hành và đặc biệt là con tôm khá là tươi. Nhưng mà đối với Phúc thì bánh không đẹp nhưng mà ăn ok, giá cả phải chăng thực sự là hợp lý trong cái mùa lạm phát này. Quán để một dĩa chà bá đu đủ bào, ăn hết thì xin thêm, không có tính tiền đâu nha. Phần rau xà lá thì có cải ngọt và vài loại rau, cuộn lại chấm với lại nước mắm chua ngọt là hết sảy luôn. Thực sự là cái chỗ này vừa rộng mà vừa lên món nhanh cho nên các bạn nhất định phải lưu lại vì thực sự tiết kiệm cho những chuyến đi chơi của tụi mình đúng không?